Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn trẻ đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. BCAA là gì? Tác dụng của BCAA trong việc tập gym? Thực phẩm bổ sung BCAA thường được dùng để thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp và nâng cao hiệu suất tập luyện thể thao. Chúng cũng có thể giúp giảm cân và giảm mệt mỏi sau khi tập thể dục. Tuy nhiên, bạn đã hiểu biết toàn bộ những thông tin liên quan đến BCAA hay chưa? Chuyên mục Tri Thức Streamer hôm nay sẽ giúp bạn khám phá những kiến thức hữu ích liên quan đến BCAA. Một, BCAA là gì? Acid amin mạch nhánh BCAA là một nhóm 3 acid amin thiết yếu gồm leucine, isoleucine, valine. Những acid amin này được nhóm lại với nhau bởi vì chúng là 3 acid amin duy nhất có một chuỗi mà phân nhánh về một phía. Giống như tất cả các acid amin, BCAA sẽ góp phần tạo ra các protein trong cơ thể. Cung cấp BCAA từ chế độ dinh dưỡng là điều cần thiết vì cơ thể của bạn không thể tự tạo ra chúng. 2. Acid amin mạch nhánh hoạt động như thế nào? BCAA được tạo thành một mảng lớn trong tổng số lượng acid amin của cơ thể. Chúng chiếm khoảng 35-40% tất cả các acid amin thiết yếu trong cơ thể và từ 14-18% được tìm thấy trong cơ bắp. Trái ngược với hầu hết các acid amin khác, BCAA chủ yếu được chia nhỏ trong cơ bắp chứ không phải ở gan. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng khi tập thể dục. BCAA cũng đóng nhiều vai trò khác trong cơ thể của bạn. Đầu tiên, cơ thể bạn có thể sử dụng chúng như các khối xây dựng cho protein và cơ bắp. BCAA cũng có thể tham gia vào việc điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách bảo quản trữ lượng đường trong gan và cơ, kích thích các tế bào của bạn để nạp đường từ máu của bạn đi vào. Hơn nữa, các BCAA có thể giúp giảm sự mệt mỏi mà bạn cảm thấy khi tập thể dục bằng cách giảm đi sự sản xuất serotonin trong não của bạn. Trong 3 acid amin trên, leucine được cho là có ảnh hưởng lớn nhất về khả năng xây dựng protein cơ bắp trong cơ thể. Trong khi đó, isoleucine và valine có vẻ hiệu quả hơn trong việc sản xuất năng lượng và điều tiết lượng đường trong máu của bạn. 3. BCAA có thể giảm sự mệt mỏi trong tập luyện. Việc tiêu thụ BCAA có thể giúp giảm sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Các nghiên cứu trên những người tham gia đã đưa ra báo cáo, những người sử dụng BCAA đã ít mệt mỏi hơn 15% trong khi tập thể dục so với những người chỉ dùng giả dược. Trong một nghiên cứu, việc gia tăng tập luyện kháng lực cho đến khi mệt mỏi đã giúp nhóm dùng BCAA tập luyện lâu hơn 17% trước khi kiệt sức so với nhóm dùng giả dược. Một nghiên cứu khác, những người tham gia đã được đặt vào tình trạng stress, nhiệt trong một thử nghiệm đi xe đạp. Họ được yêu cầu tiêu thụ hoặc uống BCAA hoặc giả dược. Những người uống BCAA đã đạp xe trong khoảng thời gian dài hơn 12% so với nhóm dùng giả dược. Ngoài ra, BCAA có thể hiệu quả hơn trong việc giảm mệt mỏi khi tập thể dục ở những cá nhân chưa được huấn luyện so với các cá nhân đã được huấn luyện. 4. Bổ sung BCAA giúp giảm sự đau nhức. BCAA cũng có thể giúp cơ bắp của bạn cảm thấy ít đau nhức sau khi tập thể dục. BCAA giúp hạ thấp mức độ máu của các enzyme, những thứ có liên quan đến sự tổn thương cơ bắp. Điều này có thể giúp cải thiện sự phục hồi và giúp chống lại các tổn thương cơ bắp. Nhiều nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia đánh giá mức độ đau nhức cơ bắp của họ sau khi thực hiện các bài tập huấn luyện sức mạnh nhất định. Những người tham gia có dùng thực phẩm bổ sung BCAA đã đánh giá mức độ đau nhức cơ bắp của họ thấp hơn 33% so với những người được dùng giả dược. Trong một số trường hợp, những người được sử dụng BCAA đã thực hiện tốt hơn lên đến 20% khi họ lặp lại các bài kiểm tra tập luyện sức mạnh y như vậy sau 24-48 giờ. Tuy nhiên, các hiệu ứng có thể khác nhau dựa trên giới tính của bạn hoặc tổng hàm lượng protein trong chế độ ăn uống của bạn. BCAA được uống trước hoặc sau khi tập luyện sức mạnh có thể làm giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện. Tuy nhiên, những tác động có thể thay đổi từ người này sang người khác.
5. BCAA có thể làm gia tăng khối lượng cơ bắp. Nhiều người mua thực phẩm bổ sung BCAA nhằm tăng khối lượng cơ bắp của họ. Sau cùng, các nghiên cứu đã cho thấy BCAA làm kích hoạt các enzyme chịu trách nhiệm cho việc xây dựng cơ bắp. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng thực phẩm bổ sung BCAA có thể hiệu quả trong việc gia tăng khối lượng cơ bắp, đặc biệt là nếu nó chứa một tỷ lệ leucine cao hơn so với isoleucine và valine. Việc nạp đủ BCAA có khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng cơ bắp. Bạn có thể tiếp nạp BCAA từ các loại thực phẩm giàu rutin trong chế độ ăn uống hoặc thông qua thực phẩm bổ sung. Buổi phát thanh hôm nay sẽ được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.